một hai ba bốn rồi Nói không nghe hả? An, Phượng Mai, nghệ sĩ Văn Hoàng, nghệ sĩ Hoàng Nghĩa và anh Tuấn Anh. Xin ân ái kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với Phượng Mai Channel Official trong chương trình Nghệ thuật Kim Cổ. Đánh trống nghe thùng thùng. Nghe vụ này mới rồi nha. Vụ này mới. Hơi mới. Hôm nay chắc chắn quý vị cũng thấy rồi, trên sân khấu chúng ta có sự hiện diện của nam ca sĩ Tuấn Anh, cho nên anh Văn Hoàng mới quýnh già già như vậy để chào đón nam ca sĩ Tuấn Anh. Chào anh Tuấn Anh. Em chào anh Tuấn Anh. Chào Phượng Mai. Chào Văn Hoàng. Và thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân mến khắp nơi. Cất giọng lên là ấm liền, ấm mà nhẹ nhàng trầm tĩnh liền. Không, thường thường Tuấn Anh mà anh Tuấn Anh mà nói vậy là ở dưới đó. Anh Tuấn Anh này không biết hồi bữa thứ hai anh có nghe chương trình của tụi em hay không, nhưng mà em và chị Phượng Mai có giới thiệu anh đó bằng cái giọng đặc trưng của anh, đó là giọng echo đó. Anh Tuấn anh. Nãy giờ chắc mới mở màn, chắc anh Tuấn Anh nghe mấy cái bài cổ nhạc này chắc lạ lắm phải không? Em còn không biết luôn. Bài này bài gì vậy anh Hoàng? Cái bài này là bài Thuấn Hoa. Tức là tên gì? Thuấn Hoa. Thuấn Hoa. Đi một cặp với lại cái bài kia rồi anh Đơn á, là cái bài Mẫu Đơn đó. Em chỉ biết Mẫu Đơn thôi, cái bài này mới quá. Cũng là bài này nó 24 câu, bài trước là 25 câu. Nhưng mà bài trước nó hơi dài quá, anh Đơn nhảy 3 câu. Thay anh đợi tới câu 18, 19, 21 vậy, anh không có đợi 19, 21, mà anh đợi 18, anh đợi 22, 23, 25. Quá. Tại nó hơi trùng trong câu 18, 9 á. Kiểu này trong nghề nó gọi là gì không? Nhận tuồng. Nhận lớp. Cái bài này là cũng là soạn giả là nhạc sĩ Ba Chột, Bạc Liêu luôn. Cũng Ba Chột. Mà đi một cặp, thường thường bài này là đi một cặp. Anh Tuấn Anh chắc nghe lạ lắm anh Tuấn Anh. Những bài xưa không à? Những bài xưa anh sưu tập những bài xưa mà. Hoàn toàn anh không hiểu gì về bên cổ nhạc. Mặc dù rất là yêu thích và mỗi lần mà có một cái thể điệu mới thì đương nhiên lúc nào anh cũng enjoy lắm. Dạ. Yeah. Đó là chắc em nghĩ là cái truyền thống Việt Nam mình, mà tại vì mỗi người có một cái đặc biệt riêng về tân nhạc. Thì cũng giống như là anh Tùng Giang cũng là nhạc trẻ, mà gốc của ảnh là má ảnh là cải lương. Ồ vậy à. Dạ, ảnh là anh họ em mà ảnh gốc ảnh là cải lương, mà ảnh ra lại là nhạc trẻ. Đó, rồi cả Thảo Sương, Giáng Ngọc là vừa con vừa cháu mà nó qua tân nhạc hết trơn à. Nó không biết hát giọng cổ là gì á. Quả thật nếu mà nói về bên cổ nhạc thì anh nghĩ là nó khó khăn lắm. Mà nó đòi hỏi nhiều công phu để mà thể hiện một cái bài hát cổ nhạc cho nó thật là trọn vẹn đó. Anh thì anh hay nghiên cứu và anh cũng tập tành nhiều lắm. Thế tuy nhiên là chắc có nghĩa là không có duyên. Thế cho nên là mặc dù tập tành rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều, thế nhưng mà là không, chả bao giờ đạt được.
thì lâu lâu tự an ủi mình bằng cách tự hát cho mình nghe thôi. Nhưng mà em nghĩ, chị nghĩ hơi của anh Tuấn Anh mà tại ảnh không có nghiên cứu, nhưng mà ảnh không có thử. Nếu mà ảnh thử mình nghĩ mình rất là thành công là tại vì cái hơi của ảnh rất mạnh. Mạnh và cái giọng mạnh giống bây giờ, như là chẳng hạn Phượng Mai nhắc cho anh Tuấn Anh biết là ở trong cái giới nghệ thuật mình có một người mà đầu tiên là Tân Nhạc, mà người Bắc nha, người Bắc luôn chứ không phải người miền Nam, mà chỉ thách thức một câu thôi, vậy mày thử mày ca một câu giọng cổ của tao, tức quá ông ta ca vô cái thành một người cải lương luôn, mà vừa tân vừa cổ là anh biết ai không? Lớn lắm à. Anh biết chắc ai là không? Anh Hùng Cường rồi. Đúng. À. Đó, thành thử ra em nghĩ là hiếm, nhưng mà đối với anh Tuấn Anh á, mặc dù là anh chưa thử, nhưng mà em nghĩ là nếu mà anh nghiên cứu được á, tại bố Cường cũng là người Bắc. Ổng là gia đình người Bắc mà. Đúng rồi. Thành thử ra em nghĩ là được, là tại vì anh có sẵn cái căn bản, có cái gì bắt rau á, cái giọng của anh mạnh á. Yeah. Thành thử ra là em nghĩ là được á. Thì chắc hôm nào anh thử. Dạ. Và chắc là anh phải nhờ Phượng Mai giúp rất nhiều. Em không dám đâu. Kệ đi, mình thơm lây mà. Em chỉ ý kiến thôi, chứ em không dám nói tiếng chỉ. Là tại vì cái nghề của mình nó bao la lắm, giống như là còn phải học nữa chứ không phải nhiêu đó là đủ. Nhưng mà nếu giống như trong đồng nghiệp với nhau, anh em nhau mà thích với nhau để trao đổi thì em có thể em có ý kiến đó, em chỉ nói vậy thôi, chứ còn nói tiếng chỉ em không dám, em dám. Đúng rồi, bởi vì anh dù sao cũng là đàn anh ha. Dạ. Bậc đàn anh. Dạ, dạ. À, có thể nói là ngày hôm nay anh Tuấn Anh lên với chương trình của Phượng Mai Channel Official là một niềm vinh dự của tụi em. Và anh cũng xuất hiện ngày hôm nay trong một ngày vô cùng đặc biệt. Nhưng mà Hoàng biết không, nói luôn anh Tuấn Anh á, hôm nay mình có phước lắm á. May mắn lắm á. Đúng rồi. Tại vì mình biết anh Tuấn Anh từ lâu. Hồi xưa anh em mình từng đi chung show. Thành thử ra mình biết quen cái tánh tình của anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh ảnh rất là kỹ về nghệ thuật. Nếu mà nói đụng về nghệ thuật ảnh rất là khó. Đúng. Luôn cả một cái chương trình. Không phải là tiền thì ai cũng cần, nhưng mà tiền là một lẻ. Nhưng mà trước khi ảnh lên một cái chương trình nào đó, ảnh rất là kỹ. Giống như trước đây Phượng Mai mời anh Tuấn Anh, thì anh Tuấn Anh mới nói anh phải cái sân khấu hay bất ánh sáng cho tới microphone, cho tới màn ảnh, máy móc, Trang trí nữa. Anh không phải là anh khi dễ, nhưng mà anh quen rồi, lên là phải đâu ra đó thì anh lên. Còn không ấy là anh không lên. Sorry, anh không phải là anh khi dễ, nhưng mà cái bản tánh anh là như vậy. Có phải không anh? Quả thật thì thưa quý vị, cũng như Phượng Mai hay là Khánh Hoàng, anh thì anh không phải là khó khăn đâu. Thế tuy nhiên mình biểu hiện được cái sự tôn trọng khán thính giả, thế cho nên tất cả đâu nó phải ra đấy, để cho mặc dù là mình cố gắng hết sức để mà mình thực hiện được trong cái khả năng, trong cái tầm vóc của mình. Thế tuy nhiên là mình phải thực hiện tối đa, có nghĩa là những điều gì mình có thể làm được. Và nhất là Phượng Mai là một cái tên tuổi lớn trong bên cổ, bên nhất là Hồ Quảng. Thì quả thật là ngày xưa đó anh kém cái kiến thức về bên ngành cổ nhạc lắm. Thế tuy nhiên anh rất là trân trọng và rất là quý cái tiếng hát của Phượng Mai, cũng như là cái phong cách trình diễn của em trên sân khấu. Là bởi vì anh đã từng chiêm ngưỡng qua những cái hình ảnh, những cái vai tuồng của em trong tất cả những cái tuồng, mà đặc biệt là cái tuồng Liêu Kim Đính là anh cứ nhớ mãi, là bởi vì nó ấn tượng sâu sắc lắm, là bởi vì anh cứ nhớ mãi cái hình ảnh của cái cô Liêu Kim Đính, vừa đẹp vừa oai hùng mà vừa lẫm liệt lắm, thành ra đâm ra nó cứ nằm ở đâu ở trong một cái góc rất là quan trọng trong cái đầu óc của anh. Trời đó, lúc Liêu Kim Đính còn trẻ, giờ chắc Liêu Kim Đính không. Thứ quả thật là như là nghệ thuật đó thì nó bao la. Và cái người nghệ sĩ thì không có tuổi. Yeah. Đó, thế cho nên là bất cứ lúc nào em có được cái cơ hội hiếm quý để mà góp mặt với quý vị khán thính giả thì cái lúc đó cũng là một cái điều kiện rất tốt và một cái cơ hội rất tốt để em thể hiện cái vai trò em một cách hoàn hảo. Thế cho nên đương nhiên là anh chị em khán thính giả cũng như quý vị thân mến thì chắc chắn là cũng không bao giờ là quý vị nghĩ là cái người nghệ sĩ có tuổi. Thế cho nên bởi vì khi quý vị xem một cái vở tuồng như vậy đó, là quý vị đang thưởng thức, quý vị đang chiêm ngưỡng và quý vị đang thấm nhuần về một cái ý nghĩa, về một cái nội dung của một cái tuồng tích. Thành ra đâm ra đó, thì cái người nghệ sĩ đó lúc đấy đó giữ một cái thiên chức là ông trời ông cho, là phải thể hiện được
cái vai trò của mình. Dạ, thì thành khán giả họ không để ý tới cái vấn đề tuổi tác hay là bao nhiêu năm cô này hoạt động trên sân khấu, là bởi vì cái vai trò hoàn hảo quá. Thành dạ, ra người khán giả chỉ có cái sự đam mê và ngưỡng mộ thôi. Dạ, dạ cảm ơn Tuấn Anh nhiều. Tuấn Anh ơi, có rất nhiều quý vị khán giả đang chào anh rất là nhiều. Nó là wow, hôm nay chương trình đặc biệt quá, quá có sự xuất hiện của anh Tuấn Anh. Chào anh Tuấn Anh, mấy chục năm rồi mới gặp lại Tuấn Anh. Và chị rất thích giọng hát của Tuấn Anh. Wow. Và ngày hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Anh. Với điều kiện quý vị hãy share cái chương trình này ra thật nhiều, để cho nhiều người bạn của quý vị có thể theo dõi chương trình này, để cho lượng view chúng ta càng tăng nhiều hơn, cho chúng ta có thể thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ Tuấn Anh thật là trọn vẹn. Anh Tuấn Anh ha. Cảm ơn Khánh Hoàng và cảm ơn chị Tuấn Anh, xin lỗi chị Tuấn Anh không biết quý danh. Dạ, Bạch Tuyết, dạ. Bạch Tuyết Thái. Bạch Tuyết Thái. Dạ. Tuyết Thái. Dạ. Vâng, cảm ơn chị và chúc chị nhiều sức khỏe. Yeah. Rồi nhiều người nói anh Tuấn Anh nói chuyện rất là có duyên và đỉnh đạt. Đúng rồi. Cảm ơn. Anh nói chuyện là mới mở đầu thôi nha quý vị. Từ từ anh Tuấn Anh sẽ kể nhiều câu chuyện rất là vui nữa. Thật sự anh Tuấn Anh nói đúng, đối với một người nghệ sĩ khi mà lần đầu mình gặp họ thì ấn tượng nó vào trong đầu hoài. Anh Tuấn Anh ha, giống như Khánh Hoàng. Khánh Hoàng nhớ anh Tuấn Anh khi lúc đó Khánh Hoàng còn ở bên Việt Nam. Và không biết anh Tuấn Anh còn nhớ hay không, Khánh Hoàng nhớ là anh Tuấn Anh đã hát cái bài hát ngày đó với một thế ngồi rất là đỉnh đạt, ngồi tự nhiên lắm. Và anh Hoàng rất là nhớ và ấn tượng đó mãi trong đầu của anh Hoàng cho đến tận bây giờ. Chứ anh Tuấn Anh vẫn còn nhớ cái bài hát đó anh Tuấn Anh ha. Anh vẫn nhớ, cảm ơn Khánh Hoàng. Và khi mà đến qua Mỹ thì Khánh Hoàng được may mắn gặp anh Tuấn Anh. Và đặc biệt là có vài lần hát chung với anh ở tại vũ trường Ritz. Từ đó anh em đã kết duyên với nhau. Anh là một người mà Khánh Hoàng rất mến về cái vấn đề tài năng, đã khỏi nói rồi. Nhưng mà về cách ứng xử trong cuộc sống rất là đúng bậc đàn anh. Yeah. Cảm ơn Khánh Hoàng. Yeah. Những cái lời nói này chắc chắn là anh sẽ ghi tâm, bởi vì nó là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc. Yeah. Và chắc chắn là nó sẽ nằm trong cái cuốn kỷ niệm đời anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ có nhiều người yêu cầu anh hát rất nhiều anh Tuấn Anh ơi. Rất nhiều người nói anh Tuấn Anh ơi, lâu lắm rồi không nghe giọng hát của anh. Anh có thể cho khán giả thưởng thức một bài hát này hay không? Để hẹn lại để Tuấn Anh hát riêng cho từng người nghe có được không ạ? Có lý đó hả? Nè quý vị có đồng ý không ạ? Mời quý vị thả tim, thả bông, gì thả hoa, thả bông được không ạ? Đó. Nè quý vị ơi, Khánh Hoàng nhắc lại quý vị lần nữa là quý vị hãy share chương trình này thật nhiều nha. Quý vị mà lên 1.000, 2.000 đó thì chương trình này mới giá trị nha. Rồi hai người hát hay nhất, những chuyện phong cách giao lưu rất là có duyên. Chú Tuấn Anh đó. Wow. Rất nhiều người thích anh Tuấn Anh ơi. Bây giờ mình có thể mở đầu cho quý vị khán giả thưởng thức một bài hát không anh Tuấn Anh? Anh nhiều bài lắm. Thưa quý vị, quả tình là Tuấn Anh nghĩ là Tuấn Anh bị gạt, là tại vì cô Phượng Mai với anh Khánh Hoàng bảo rằng hôm nay để lên để mà nói chuyện tâm sự cùng với quý vị thôi, chứ đâu có nói về vấn đề hát hò đâu ạ. Đúng. Không phải em gạt anh Tuấn Anh, mà trước tiên là em ngỏ lời em mời anh Tuấn Anh lên đây là anh Tuấn Anh nhận lời em mừng gần chết. Nhưng mà nếu mà em nói mời Tuấn Anh lên đây ca, chắc anh Tuấn Anh không lên đâu. Nhưng mà phải lên trước cũng như cái kiểu mình. Không phải, cái này là phải nói là anh Trần Nhật Phong. Anh Trần Phong là anh Tuấn Anh, quý vị biết ra một điều là anh Tuấn Anh là cũng một trong những người fan của Donald Trump đó. Cho nên chúng tôi có một cái nhịp đập cùng con tim, cho nên anh Tuấn Anh mới nhận lời mời lên đây. Phải xuất là hiện trong ngày vô cùng đặc biệt, đó là ngày sau ngày bầu cử, đang rất là có căng thẳng. Đó, đang rất là căng thẳng. Anh nói là Phượng Mai biết là anh Tuấn Anh lên đây chắc chắn khán giả sẽ yêu cầu ca rất nhiều, cho nên ảnh lên là người ta phải yêu cầu ảnh ca rồi. Không, em nói cho anh Tuấn Anh nghe nè, mặc dù em mời anh lên đây để nói chuyện tâm tình, nhưng mà em biết á, em không dám kêu anh ca, nhưng khán giả mời anh ca. Nè, có người nói là giọt nắng bên thềm, trái tim ngục tù, chuyện người đàn bà 2000 năm trước. Đó, những bài là chuyên chở của anh Tuấn Anh không đó? Là những cái bài nằm lòng khán giả. Nằm lòng khán giả. Nằm trong vào cái phim. Vậy thôi, giờ cái này là khán giả mời nha, chứ không phải nha, em đừng nói. Thưa quý vị, em là quả em. Tình thì đây là vấn đề là Tuấn Anh đối với Phượng Mai và đối với Khánh Hoàng cũng như Trần Nhật Phong đó, thì đây là mình phải dùng cái câu gọi là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà thưa quý vị, đối với quý vị khán thính giả,
quý mến ở khắp nơi, thì chắc chắn là như Tuấn Anh đã có lần đã xin thưa với quý vị rằng bây giờ quý vị thương mến như vậy, mà cái cách đáp lại một cách hữu hiệu nhất và chân tình nhất là quý vị bảo Tuấn Anh nhảy vào lửa, Tuấn Anh cũng nhảy, thưa quý vị. Wow, biết trước mà. Quý ơi, yêu cầu thêm đi quý vị ơi. Nghe nói gì mà không rớt sao được. Vâng, thế thì chắc có nhẽ là Tuấn Anh xin phép được chiếm một ít thời giờ của quý vị, vài phút để trình bày một bài hát được quý vị lựa chọn trong chương trình đặc biệt của Phượng Mai và Khánh Hoàng Trần Nhật Phong đêm nay, với một cái tên nhạc sĩ mà Tuấn Anh rất quý, đó là anh nhạc sĩ Hoàng Nghĩa và anh nhạc sĩ Văn Hoàng. Thưa quý vị, là lúc nào chúng tôi đi lưu diễn khắp nơi thì chúng tôi cũng kề vai sát cánh với nhau. Thế cho nên tình nghĩa chúng tôi rất là đậm đà, và ngay thì lại càng khăng khít hơn, thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Wow. Rồi, bây giờ cái này khán giả yêu cầu phải không? Đó, không phải em nha. Phải em, vâng, và thưa quý vị, một bài hát được quý vị lựa chọn thì Tuấn Anh xin mời quý vị cùng nghe nhé. Cho phép Tuấn Anh thể hiện sự tôn trọng quý vị, cho xin Tuấn Anh xin đứng lên. Quý vị ơi, quý vị đừng ngần ngại, hãy càng share càng nhiều càng tốt nha quý vị. Đó, rất nhiều quý vị đã vào xem rồi, 800 người rồi anh Tuấn Anh ơi. Đông lắm rồi, wow. Đông lắm rồi, rất là thích anh đó. Thưa quý vị, từ thuở hồng hoang, trong vườn địa đàng, tình yêu đã nảy sinh trong lòng người nữ, và hơi thở tình yêu của nàng phủ lên môi mắt người tình Adam, đã trở thành huyền thoại. Một huyền thoại lung linh như trăng sao, bồng bềnh như gió núi mây ngàn, nồng nàn như bồ đào mỹ tửu, mềm thơm như hoa đồng cỏ nộ. Và huyền thoại tình yêu đã được ghi nhận trong Thánh Kinh, trong lời phán xét dịu dàng của Chúa, trong lời cảm thương cho số phận con người. Bằng tất cả những nhẹ nhàng bao dung, người nói: con yêu yêu yêu, hãy đứng dậy dậy mà đi trong bình an, an, an. Không một ai ai có thể kết tội con. Chao ôi, không còn gì đẹp hơn cái tình yêu bừng nở, không còn gì tha thiết hơn khi tình yêu lên tiếng gọi, không còn gì đắm đuối hơn khi tình yêu kề cận môi tử thần. Thưa quý vị, xin hãy để cho tình yêu lên ngôi, xin hãy để cho tình yêu trở thành những cơn cám dỗ nồng nàn dịu êm trong đời sống. Xin hãy lắng nghe và xin hãy ngừng thở để nhịp tim đừng sao động, cho nhạc và thơ thêm lãng mạn đẹp ngời. Mời quý vị thưởng thức một sáng tác bất tử của nhạc sĩ Song Ngọc, Chuyện Người Đàn Bà 2000 năm. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó, dấu tích hằn thân. Vì đâu? Vì đâu? Vì đâu? Nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương, ánh mắt cuồng cặp. Nhìn người đàn bà đang trực đợi trên đống đá ngổn ngang, chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi, vì đâu đọa đày nhau? Ai, ai người vô tội?
không tội. Hãy mạnh tay ném đá, ném đá, ném trước đi con, còn đợi gì? Ai người vẹn toàn, ai người trong sạch, còn chờ chi? Ném chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, sách cổ đã ghi, đông đa còn nguyên. Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân. Người ơi, đời ơi, vì đâu nên người vô tội? Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi. Anh làm rung động rất nhiều khán giả ở trên trang YouTube của Phượng Mai Channel Official và cả trang Facebook. Rất nhiều lời khen, giọng hát hay quá. Chắc đêm nay tôi chết mất. Trời ơi. Cho anh chết cùng với. Cho anh, Tuấn Anh chết cùng với quý vị ơi. Giọng ca hay quá, quyến rũ quá, rất nội lực. Giới thiệu tên bài hát. Bài hát này là bài hát Chuyện Người Đàn Bà 2000 năm trước của tác giả Song Ngọc quý vị nhé. Và trời ơi, hay quá, quá tuyệt vời. Khách mời hôm nay trên cả tuyệt vời, anh Tuấn Anh ơi. Đó, rất là chị nhiều. Nói cho Hoàng nghe nha. Em xin phép anh, đây là mình nói về nghệ thuật. Đó giống như là Phượng Mai từng nói với khán thính giả khắp nơi, là đây là một cái nghệ thuật. Khi mình vào cái nghề này, Phượng Mai nói là không thể nào mà bắt chước ai. Nếu mình càng đi hát lâu, càng nhiều năm thì mình có những cái idea của mình sáng tác ra. Mình phải có những cái gì để mình diễn tả ra những cái gì riêng cá nhân của mình. Đó là Phượng Mai, đó là hai chữ nghệ thuật trọn vẹn. Chứ đừng bao giờ mà nghĩ rằng là nếu mà nói ai đi hát cũng được hết. Ta mở YouTube lên, ta coi phải không anh Tuấn Anh, rồi ta nói giờ tôi hát giống Phượng Mai nha, tôi hát giống anh Tuấn Anh, là sai. Em hiểu chị nói không? Trong ca có diễn. Em có nói đúng không anh? Cái này em là nói rất là chính xác. Dạ, tại vì là em
dù sao đi nữa em cũng đi hát từ hồi bé tới lớn, là trong nồi ra, thì em học hỏi những người thầy, và những người thầy đó người ta khi dạy em, người ta từng nói với em là những cái gì sáng kiến của mình tạo ra thì cái đó mới là đặc biệt cho cái cá nhân của mình. Đúng đó. Rồi, Phượng Mai. Thành thử ra bữa nay sẵn có anh Tuấn Anh đây để mà em nói lên những khán thính giả, những người tất cả toàn thể để thế giới để biết đây, đó là một cái mà tự mình tạo ra, đó là nghệ thuật đất. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó là cái tính chất sáng tạo trong nghệ thuật. Dạ. Yeah. Là bởi vì em có thể yêu thích một người nào đó, em có thể ngưỡng mộ một cái tiếng hát nào đó. Thế tuy nhiên em cần phải có một cái sắc thái riêng biệt của chính mình. Dạ đúng thì rồi. Mới tạo được cái ấn tượng trong lòng người nghe. Dạ đúng yeah. rồi. Và cái điều đó nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thì anh Tuấn Anh nói đó, giống như bây giờ có người thích anh quá mà giờ người ta đi muốn đi hát ở đâu người ta muốn bắt chước anh, không nên. Giống như người ta thích em muốn bắt chước Phượng Mai, không nên. Mình phải tự tạo ra riêng cá nhân của mình, còn cái chuyện mình thích người đó là chuyện. Đúng rồi. Và anh thì anh lúc nào anh cũng mường tượng ra một cái cảnh trí rất đẹp, thì có những cái giọng hát mà đã từng yêu mến cái tiếng hát của mình hay là yêu mến những cái tiếng hát của những nghệ sĩ khác, và cái người đó sẽ là một nhân vật đứng trên cái sân khấu đó, và thậm chí anh mơ ước làm cái người được ngưỡng mộ lại cái người đi sau mình. Yeah, là bởi vì cái nghệ thuật của chúng ta đó càng ngày nó càng thăng tiến, đúng. Càng ngày nó càng nở hoa ra để mà tất cả mọi người là một nụ hoa trong một vườn hoa rất đẹp, rất tuyệt vời và rất phong phú. Dạ đúng rồi. Anh ơi, nhiều khán giả có cái sự đóng góp cho cái chương trình ngày hôm nay. Sau khi nghe giọng hát của anh hay quá, thì có Bảo An Nguyễn đã gửi tặng 19 đồng 99 cho chương trình. Cũng wow. như là Quốc Nguyễn tặng 49 đồng. Quốc Nguyễn tặng 49 đồng 99. Lovely, beautiful, awesome, amazing voice. Wow. Rất là nhiều. Và Lan Lê cũng gửi tặng chương trình 10 đồng. Thank you, nó là cảm ơn anh Tuấn Anh. Nha, bữa nay lọc vô lọc quá. Nhưng mà riêng Lan Lê thì anh có thể xin một là 9 đồng, hai là 11 được không? À, tại sao vậy anh? Tại vì anh không thích số 10. Số 10 tròn quá. Không phải, thường số 10 là bù đó. Số 9 đi nha. Rồi, vậy là... 9 hoặc là 11 đi, nhưng mà chắc là anh thì hơi tham, thì chắc anh thích 11 hơn. 11 double down không anh? 11 double down. Rồi, có nhiều người yêu cầu anh hát tiếp kìa anh Tuấn Anh này. Wow. Lại đó, hát tiếp. Đó nè, danh bất hư truyền nè. Lâu lắm anh rồi ơi, mới nghe giọng hát của anh Tuấn Anh. Em nói cho anh nghe nha, cái này không phải lỗi em. Nghe không? Để mai mốt cái giải xong cái show này rồi, cái anh vô cái anh la em, tội nghiệp em. Cái này là khán giả đó anh ơi, chứ không phải em đâu. Anh có biết là lượng view bây giờ đang lên rất là cao. Wow. Có nghĩa là nhiều người đang vô xem anh Tuấn Anh, baby. Thực sự hôm nay anh đến đây là một cái vinh dự cho cái chương trình, và khán giả cũng đã appreciate, đã rất là welcome anh, rất là thích cái sự xuất hiện của anh, và họ đã welcome anh rất là nhiều đó, và muốn anh hát thêm một bài nữa. Một bài chắc chắn chưa đã, phải không quý vị? Làm quý sao vị, đã? Đâu vậy, không đã. Nè, nhiều người yêu cầu anh hát bài lạ lắm. À, bài lạ lắm cũng rất là hay. Ủa, bài tên gì? Bài lạ lắm. Lạ lắm? Ủa? Nào giờ em chưa nghe bài đó. Không, bài... anh nghĩ là khán thính giả mà sở dĩ mà họ yêu thích cái bài hát này là bởi vì họ trông thấy anh lạ chưa đủ. Bởi vì các bạn nói rồi, anh Tuấn Anh không những hát hay, giọng nói hay mà nói chuyện rất có duyên ngầm. Đúng, ha, ngầm. Nhưng mà cưng à, không phải dễ đâu nha cưng. Đúng rồi. Nói chuyện có duyên trên sân khấu không phải dễ đâu. Cái đó là phải nói là tam vị thánh tổ đó. Đúng rồi. Chị từng nói với em đó, không đúng phải rồi. Dễ phải đâu. Có tổ đại mới được. Yeah. À, cho nên lúc nào trước khi anh xuất hiện trước khán giả là anh cũng khấn tổ hết. Dạ, yeah, đúng rồi. Là bởi vì ơn trên hay là tổ nghiệp đã cho mình tất cả những cái thăng hoa của cái đời sống trên cái khía cạnh nghệ thuật, thì cái điều đó là mình lúc nào mình phải tri ân và lúc nào nhớ đến ơn trên. Thế thì thưa quý vị, có một cái niềm tin vững mạnh như vậy thì chắc chắn trong bất cứ một cái ngành nghề nào, bất cứ một cái lĩnh vực nào, thì đấy chính là cái chìa khóa để dẫn dắt chúng ta đến những cái đời sống tươi đẹp hơn, thăng hoa hơn và được vẹn tròn cái mộng ước hơn.
Đúng rồi. Rồi, bây giờ nhiều người đang chờ anh kìa, đó là 30 năm rồi em không gặp anh. Ủa sao người né đâu? Ai vậy? Tên gì? Hải Lê. 30 năm rồi em không gặp anh, em Hải đã Lê. Từng nhậu với anh rồi. Hải Lê nào vậy ở ta? Ở Windsor, Ontario. Oh. Yeah, Windsor, Ontario. Windsor. Đó, trái tim ngục tù tuổi thơ ùa về trong tôi. Hát nữa đi anh Tuấn Anh ơi, quá tuyệt vời. Đó, khán giả bây giờ đang rất muốn nghe anh hát. Nhưng mà quả thật là không hiểu tại sao nha. Khán giả họ đáng yêu cái chỗ này này. Nhẽ ra đó, khi hồi nãy anh hứa là anh sẽ hát cho từng người nghe. Anh hát riêng thôi. Tin từng người. Làm sao mà, thì anh nghĩ đó mà, làm sao thế nào mà có thể hát từng người? Thì từng anh người có đó. Hết tất cả những cái list mà khán giả mà họ quý mến anh đó. Wow. Thì bây giờ anh có cái, những cái list đó. Thì anh sẽ liên lạc với từng người. Rồi khi họ bắt phone lên đó, thì anh sẽ hát nhỏ vào tai cho họ nghe. Đó là như vậy đó. Là... quý vị có muốn điều đó không quý vị? Nhưng mà bây giờ là anh nghĩ là chắc là họ muốn cả đôi. Đó. Có nghĩa là vừa hát riêng mà lại sẵn đây là hát chung luôn. Dạ. Đúng rồi. Thế là hát cho nhiều người nghe luôn cho một nhiều lúc người đó. Nghe. Dạ. Dạ. Và Văn Hoàng, Phượng Mai cũng muốn nghe luôn anh. Dạ, em cũng muốn nghe lâu quá, em muốn nghe anh ca đó. Lâu mà, rồi chứ bộ thiệt. Mà Phượng Mai với Khánh Hoàng mà nghe anh hát là anh lại sợ cái vai mà Liêu Kim Đính giải giá dọn khỏi Châu Thành. Không, cái này em nói thật nha. Cái này trong cái trái tim em nói thật. Tất cả những người mà đồng nghiệp ngang với em hoặc dưới em thì em không nói. Nhưng mà thường thường em nói chung là những người tiền bối, những người mà đàn cô, đàn anh, đàn chị. Thì không phải người ta nói trời ơi tại sao mà ca sĩ ngồi nghe ca sĩ kia chán muốn chết, phải không? Nhưng mà đối riêng cá nhân em đó, nó tùy. Những cái người mà chung với mình trang lứa hoặc dưới mình thì mình không nghe. Nhưng một cái show nào mà mình cảm thấy mình nghe những đàn cô mình ca hay đàn anh ca, em rất thích. Tại vì sao? Cái đó thưa quý vị là Phượng Mai phải học hỏi thêm. Mặc dù là Phượng Mai không ca những loại nhạc của anh Tuấn Anh, nhưng mà học những cái kinh nghiệm đó phải nên học. Tại cái nghề này phải học, học rồi, hoài. Rồi bây giờ nghe anh Tuấn Anh hát. Rồi nha. Bây giờ anh Tuấn Anh ơi. Hát đi anh Tuấn Anh ơi. Gì đó, nhiều người yêu cầu quá kìa. Thưa quý vị không thích nghe Tuấn Anh nói để Tuấn Anh hoãn binh sao ạ? Dạ, quý vị, dạ, hôm gì? Nay Tuấn Anh mới là quý vị tàn nhẫn thật đấy chứ. Mới vừa hát xong một cái bài mà nó khó mà phải cần một cái nội lực như vậy mà bây giờ quý vị cũng ép Tuấn Anh hát nữa. Bởi bây vì... giờ người ta bảo là ép dầu ép mỡ chứ ai có ai mà nở ép ca đâu ạ. Có, có em. Ý cái chồng phải không dám nói là anh chửi mình. Nhưng mà anh Tuấn Anh nói như vậy thôi, nhưng mà nếu mà quý vị khán giả yêu cầu và khán giả đặt cái tình yêu lên trên giọng ca của anh Tuấn Anh thì chắc chắn anh Tuấn Anh không từ chối. Nhưng anh Tuấn Anh đã nói là anh có thể nhảy vào lửa vì quý vị khán giả. Đó. 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 Hát đi, hát đi, hát đi. Đó, hát đi, hát đi kìa. Em nghe. Thưa quý vị, tại cái bài hát này là Tuấn Anh phải nói nhỏ với Khánh Hoàng trước em là nghe. Tại vì cái bài hát là cái bài hát mà khi mà Khánh Hoàng mới vừa bước vào đời và mới biết yêu thì Khánh Hoàng rất là yêu thích cái bài hát này. Và bên cạnh đó thì Khánh Hoàng rất sợ phải nghe bài hát này bởi vì nó chôn giấu nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái dĩ vãng mà nó sâu hút anh trong biết nhau lâu, anh hiểu nó sâu hút luôn trong cái tâm hồn. Thành ra Tuấn Anh phải lịch sự, phải nói nhỏ với Khánh Hoàng trước là để nếu ngộ nhỡ mà anh có hát bài hát này làm cho em buồn nhớ lại tình yêu đầu đời của em thì xin em thông cảm cho anh, là bởi vì chúng ta nghệ thuật và vị nghệ thuật, vị nhân sinh. Thế cho nên là vì khán giả cho Tuấn Anh xin phép để trình bày bài hát này. Cảm ơn Khánh Hoàng đã thông cảm cho nhé. Dạ, em biết. Rồi, bây giờ mới biết. Ủa, này bí mật dữ ha. Ừ, lại đứng lên. Đó. Em yêu dấu, anh chẳng biết mùa đã sang thu, lòng anh cũng thổn thức tiếng mưa rơi buồn bã. Đã bao lần anh tự nhủ với lòng, hãy quên đi, hãy quên đi. Kỷ niệm rồi cũng phôi pha, đời rồi cũng qua. Nhưng em ơi, dù chúng ta đã xa nhau như trời xa đất, như nước xa mây,
Tình yêu em đã như những vết cháy trên da thịt mình. Một giọt mưa rơi trên khung cửa, một cánh chim lẻ loi bay lạc loài kêu thương, cũng khơi dậy trong anh một thời mê đắm. Em yêu, hãy trở lại đi em, trở lại một lần. Em sẽ tìm lại được chính em, em sẽ tìm lại được tình yêu của em. Hay mãi mãi kiếp này, anh như chiếc lá cuối cùng rơi rụng đêm nay. Đêm qua trưa mặt trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa xa. Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá. Lỡ trên cành một chiếc cuối bay xa. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói, chỉ nghe em nức nở chờ về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó yêu anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thư chi, nghe lòng mê về với dĩ vãng. Mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng càng ra. Lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Yeah.
lòng mê. Về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thênh thang gió lộng một mình ta. Rượu cạn ly uống say lòng càng xa, lá trên cành từng chiếc buôn bay xa. Rượu cạn ly uống say lòng càng xa, lá trên cành một chiếc cuối bay xa. Wow, hay quá Tuấn Anh ơi, tuyệt vời quá, tuyệt vời, tuyệt vời phê quá anh ơi. Có khán giả, có khán giả nó là không dám thở luôn. Dạ, có khán giả nó là tôi em đã phải khóc. Học em phải học anh cái nghẹn á. Dạ đó, cái chữ mà nghẹn á đâu thì học biết khó, nhưng mà cái gì mình phải chịu khó mình học, cái gì cũng vậy. Nếu mà mình đã rơi nước mắt rồi vì hay quá, quá tuyệt. Cái khó của Phượng Mai đó là, thưa quý vị, chắc có lẽ là quý vị cũng nghe nằm lòng câu nói này. Mặc dù Tuấn Anh biết rằng nó rất thừa, nhưng tuy nhiên chúng ta ở Mỹ lâu quá rồi, có nhẽ là lâu quá chúng ta không nhắc lại thì có thể chúng ta quên. Tức là đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, có phải không ạ? Mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông. Đúng. Đấy. Thành ra đừng ngại nữa quý vị nhá. Đừng ngại nữa Phượng Mai nhá. Đừng ngại nữa Khánh Hoàng nhá. Dạ em không ngại. Nếu mà em gặp anh Tuấn Anh là không ngại nữa. Bởi vì em và anh Tuấn Anh là quen nhau quá lâu rồi. Anh em có nhiều tâm sự, rất nhiều tâm sự anh Tuấn Anh ha. Lâu quá không nghe ông anh ca cay đã. Dạ quá đã. Anh Tuấn Anh ơi, có nhiều người hỏi là mái tóc huyền thoại của anh còn hay không mà hôm nay không vẫn thấy. Vẫn còn nguyên, nhưng mà anh bới nó lên để cho nó gọn gàng. Là bởi như thưa quý vị, quay hình và thâu âm ở studio thì thưa quý vị, nó có những cái vướng mắc mà mình muốn thoát khỏi, tức là muốn giải phóng nó đi. Giải phóng, giải phóng. Nên cho nên quý vị thấy là trông Tuấn Anh gọn gàng thế, nhưng mà thưa quý vị là dây nhợ tùm lum trên người hết đấy quý vị. Đấy, khổ đấy, nó giống như đó, giống như Jay. Có nhiều người đang rất khen cái phong cách của anh. Phong cách của anh rất đặc trưng. Quý vị biết rằng một người nghệ sĩ khi mà giữ phong cách riêng cho chính mình thì người đó phải có cá tính vô cùng đặc biệt. Họ phải giữ như vậy hoài, mãi. Đúng. Và dường như không ai có thể làm cho người đó thay đổi được phong cách của mình. Anh Tuấn Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là cái phong cách của anh đã định hình nó từ khi nào? Và anh có phải mất nhiều công sức hay là để mà giữ cái phong cách đó đến tận bây giờ không thưa anh? Anh nghĩ rằng trong cái cuộc sống này, trên cái cuộc đời này, không có gì dễ cả. Tất cả đòi hỏi chúng ta ở một cái sự kiên nhẫn, một cái sự bền chí và một cái sự vững mạnh về tinh thần để em duy trì tất cả những điều mà em đã tạo dựng nên. Đó, thành ra không có một cái sự vinh quang nào không trả bằng máu và nước mắt. Cũng như là sự thành công của Trần Nhật Phong, cũng như là sự thành công của nữ nghệ sĩ Phượng Mai, cũng như là tiếng hát tuyệt vời của ca sĩ Khánh Hoàng, thưa quý vị. Tất cả đòi hỏi chúng ta một cái sự kiên trì, nhẫn nại và học hỏi, nghiên cứu. Là bởi vì như cô Phượng Mai nói ban nãy, nghệ thuật nó rất là bao la. Càng học càng thấy mình vụng về. Càng học càng thấy chưa bao giờ trong cái quãng đời của mình, trong cái quá trình hoạt động của mình
đạt được tới cái đỉnh của nó. Đúng. Thế cho nên cả cái cuộc đời này cứ phải học hỏi hoài. Thành ra mình mới có cái câu là 70 chưa què, chớ khoe mình lành. Có nghĩa rằng tất cả những kinh nghiệm, những kiến thức trong đời sống này là cứ phải học hỏi suốt. Thành ra không bao giờ ngừng lại. Bởi vì cái, theo cái định luật của tạo hóa thì cái quả đất này nó cứ xoay vần. Nếu em là một cái nhân tố trên cái quả đất này mà em đứng lại thì chắc chắn em không bao giờ theo kịp cái vòng quay của trái đất. Đúng. Bởi vì những cái điều gì nó xảy ra hôm nay thì nó sẽ khác hẳn với hôm qua. Và nó xảy ra ngày mai thì chắc chắn là không giống hôm nay. Đúng rồi. Thế cho nên thưa quý vị, nhưng mà cái then chốt để mà Tuấn Anh tạo nên cái phong cách đặc biệt riêng của mình thì bởi vì đây là một cái sự kết tụ tất cả những từng thương yêu của quý vị, tất cả những sự chân quý của quý vị và tất cả những cái từng tình cảm mà chúng ta không thể so đo với tiền bạc, vật chất, là bởi vì đây là một cái sức mạnh tinh thần, nó có một cái sự vững chãi và nó có một cái sự bền chặt để Tuấn Anh hung đúc để tạo nên một cái phong cách, là bởi vì đây cũng là một cách thể hiện sự tri ân của Tuấn Anh đối với sự thương mến của quý vị đã cho Tuấn Anh hưởng và nhận từ suốt thời gian, suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, thưa quý vị. Những lời chia sẻ của anh thì chắc chắn quý vị khán giả nghe xong thì cũng thấy là cái một người nghệ sĩ, anh Tuấn Anh là một người rất là tận tụy với nghề và nghiêm chỉnh với nghề nghiệp của mình, nghiêm túc với nghề nghiệp của mình và tôn trọng khán giả một cách tuyệt đối. Anh ha, khán giả muốn điều gì, khán giả đòi hỏi ở người nghệ sĩ điều gì thì anh Tuấn Anh bằng mọi giá có thể đáp ứng cho tất cả quý vị bằng cách này hay cách khác. Đúng rồi. Thôi bây giờ ngày hôm nay là một ngày, như khách hàng nói, là một ngày đặc biệt, đó là ngày sau ngày bầu cử. Và như anh Trần Nhật Phong nói là anh Tuấn Anh, và anh Tuấn Anh có chia sẻ với Khánh Hoàng, anh là một người rất ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Rất tôi ủng hộ. Và xin anh có một vài lời chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả, những người đang yêu Tổng thống Trump, những người đang lo lắng, đang hoài nghi, đang hoang mang về cái kết quả của cuộc bầu cử từ hôm qua đến bây giờ. Thì anh là một người, Khánh Hoàng biết rằng anh là người rất mến Trump và anh nghiên cứu rất là nhiều. Dưới góc nhìn của anh, dưới góc nhìn một người nghệ sĩ được khán giả yêu mến và một nghệ sĩ tài danh, thì anh nhận định về cái sự kiện lần này như thế nào thưa anh? Quả thật thì bây giờ đó chắc có nhẽ là anh cũng như bao nhiêu người khác đã từng yêu mến và ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Thì tuy nhiên mình chỉ là một cái cá thể, thành ra mình cũng chưa biết được là cái sự việc nó sẽ biến chuyển đến đâu. Và mình chỉ có chấp tay và dốc lòng để mà cầu nguyện cho Tổng thống Trump được tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Bởi vì đó là tất cả những cái cố gắng và đó cũng là cái mong ước của những người đã từng yêu mến Tổng thống Trump. Anh có thể cho quý vị khán giả biết là lý do anh yêu mến Tổng thống Trump ở những cái góc độ nào, ở những cái tính cách nào và những hành động nào mà khiến cho người đó khiến cho anh cảm mến? Bởi vì anh là người cũng rất là cá tính, quý vị biết là anh Tuấn Anh rất là cá tính, nhưng mà anh đã hâm mộ Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn người đó phải có những gì đặc biệt lắm, phải không thưa anh? Thưa quý vị, cũng như Khánh Hoàng, Phượng Mai, Trần Nhật Phong, thì quả tình thì anh phân tích ra từng cái chi tiết nhỏ đó thì nó cũng là việc thừa, là bởi vì cũng như tất cả quý vị khán thính giả và tất cả những người đã từng yêu mến Trump thì đã nhận xét rất đủ, rất chính xác và rất là trung thực về tất cả những điều Tổng thống Trump đã làm cho đất nước Hoa Kỳ. Và ông đã thực hiện những cái lời hứa như từ lúc ban đầu. Bởi vì tổng hợp tất cả những cái điều ông đã thực hiện và chúng ta thấy ông đã chứng tỏ bằng hành động cụ thể. Thế cho nên những cái điều mà chúng ta là mắt thấy, tai nghe. Thế cho nên những cái điều đó nó là một cái sức mạnh vô hình nhưng mà nó rất là chắc chắn và nó rất là bền vững để chúng ta không ngại ngùng mà khi mà bỏ một cái lá phiếu cho Tổng thống Trump để với cái ước mong là ông sẽ lại được 4 năm để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, là bởi vì những cái điều ông làm cho đất nước Hoa Kỳ và cho nhiều sắc dân và trong đó có người Việt Nam chúng ta
những cái điều ông làm thì chắc có nhẽ nếu Tuấn Anh xin phép không nói quá đáng là chắc có nhẽ là trong lịch sử presidency của Hoa Kỳ chắc là chưa bao giờ có. Thành ra cái điều này nó rất là cá biệt và rất là unique. That's all I can say. Một cái cá tính đặc biệt không anh ha? Và chắc chắn anh Tuấn Anh cũng như là rất nhiều quý vị khán giả trên Phượng Mai Channel Official và các khán hoàng Phượng Mai, anh Hoàng Nghĩa và anh Văn Hoàng nữa cũng mong sẽ có điều nhiệm màu xảy ra và Tổng thống Trump sẽ chứng tỏ bản lãnh của mình trong thời khắc quyết định này. Dạ, em cũng nghĩ rằng là ai có cái tâm mà cầu nguyện được á, thì em nghĩ sẽ được thôi. Giống như anh Tuấn Anh là có cái tâm, bây giờ mình không cần biết, mình trong cái trái tim mình thật sự thì mình cầu nguyện sẽ có, giống như em. Có bao nhiêu lần những chuyện khác, em có cái tâm, em cầu nguyện là được hết. Yeah. Có nhiều quý vị khán giả muốn nghe anh hát, hay đúng hơn là anh Trần Nhật Phong đã có giới thiệu anh Tuấn Anh trên cái chương trình hồi chiều nay. Đó là anh Tuấn Anh rất nổi tiếng với những bài hát như là I Who Have Nothing. Đó, bài anh rất ơi, nổi tiếng mà các bạn thích anh từ lúc anh hát tại vũ trường Ritz bài hát đó. Em nói thiệt nha, em thì không rành tiếng Mỹ nhiều, nhưng mỗi lần em đi với chồng em á, mà lên xe ngồi đó, mà nghe cái nhạc đó của anh, rồi nghe cái nhạc cái người original, hai người, ông cứ nói hoài, ông mê cái bài này, mà thật sự ra nhạc Mỹ đối với em thì em nghe thưởng thức thì em biết thưởng thức hay, nhưng mà em không hiểu, tại vì em không rành tiếng Mỹ nhiều, nhưng mà ông xã em, ông mê anh cái bài gì đó, mới gì nói đó. I will have nothing. Đó, ông mê, ông cứ nói hoài, ông nói hoài, ông nói trời ơi, anh mê anh Tuấn Anh ca cái bài này vô cùng. Đó, bây giờ ông... Theo anh thì anh nghĩ đây là một cái chiêu để mà chứng tỏ cái sự yêu thương bất tận của chồng em đối với em. Không, em thật lắm, anh Quân hả, anh ấy biết, anh Trần Nhật Phong, anh biết là Phượng Mai không hiểu, không dành nhiều về anh ngữ. Thế tuy nhiên, đấy mới là một cái lý do và một cái yếu tố để mà vợ chồng gần gũi nhau hơn, là bởi vì khi các em không hiểu thì em hỏi. Thì em mà hỏi thì ban ngày thì anh ấy hoạt động tất cả mọi thứ, chỉ có ban đêm mới rảnh rỗi và mới bắt đầu mà cứ nghỉ ngơi thôi. Và cái phút nghỉ ngơi anh... em là cái phút nghỉ ngơi mới dịch lại cho em nghe. Đúng. Nhưng mà ông xã em á, mà khi mà cái ngôn ngữ của tình yêu thì nó dịch lại thì nó tuyệt vời lắm em. Nhưng mà ông xã em á, ông mê anh cái bài đó. Nhưng mà ông có ca thử, em nói thôi anh đừng ca. Anh ca em chắc không biết nói làm sao nữa. Nhưng mà em có nghe cái người mà anh ca trong băng, trong dĩa, rồi em nghe cái người original, ông rất là mê. Thì em thì không rành tiếng Mỹ thôi, nhưng mà em rành cái về melody, em rất biết thưởng thức. Thì em mới nói, ồ, chị nghe anh Tuấn Anh ca bài đó, rất là, phải nói là y như người Mỹ ca. Đó, y như người Mỹ ca, mà y như cái đó chị nghe trong đĩa thôi, mà chị thấy anh Tuấn Anh biểu diễn trên sân khấu. Chị đi show chung có nghe anh Tuấn Anh ca bao giờ, rất là lâu rồi. Anh em mình không có gặp mặt nhau, không có đi chung, chứ hồi xưa là đi chung với anh Tuấn Anh thường lắm. Ôi, anh nhiều bài lắm. Không Tuấn phải Anh là... bây giờ anh hát nửa bài đó thôi nha, cho khán giả được thưởng thức. Như là anh hay nói là... anh mới vừa nói xong, chắc có nhẽ là Khánh Hoàng hôm nay là trong một cái tâm trạng rất là hoang mang và vì tổng thống Trump yeah. Dạ. Mà cái tâm thần của ai cũng hoang mang cả. Sở dĩ mà anh dùng cái chữ tâm thần thay vì tinh thần đó, tức là nó có một cá tính đặc biệt riêng đấy nhá. Là bởi vì nó ảnh hưởng tới tâm thần của những người ủng hộ tổng thống Trump đấy, là bởi vì giống như anh hay là như Khánh Hoàng, như Phượng Mai, như Trần Nhật Phong, và thậm chí là anh đẹp trai Bảo Lộc, phu quân của nữ nghệ sĩ Hồng Loan. Dạ. Anh Bảo Lộc thì chắc có nghĩa là đêm qua là thức trắng rồi. Dạ đó, bởi vậy. Thấy không? Tại là chúng mình là đồng tâm trạng với nhau cả. Dạ. Thế là sáng em biết không? Mình muốn ngủ lại cũng không ngủ được, là bởi vì nó lại tiếp tục nó đến. Đó. Những cái tin tức nó lại tiếp tục nó đến, là cứ mở lao lao hết mắt. Hoang mang đấy, cứ hoang mang lo. Tâm thần không ổn định lo. Đấy, cứ lo. Dạ. Đấy, thôi bây giờ anh Tuấn Anh nói như vậy này, thì không cho anh tiếp lời, là bởi vì chính bởi vì cái chỗ đó đó, cộng thêm là như anh nói là Khánh Hoàng bị ảnh hưởng cái tâm thần đó, thế cho nên là đã quên cái lời anh nói là anh là một người nghệ sĩ rất là nghiêm túc. Dạ. Là bởi vì cái bài hát này anh chưa được dợt với ban nhạc. Đúng rồi. Thì dạ, anh không dám cầu thả như vậy. Đúng. Thế cho nên quý vị thông cảm, thương mến Tuấn Anh thì xin thương Tuấn Anh.
cho Tuấn Anh khất lại lần tới đi, thì Tuấn Anh sẽ hát nhiều bài được quý vị lựa chọn nhé, quý vị nhé. Chắc chắn là đối với cái tấm lòng vị tha của quý vị, và bởi vì quý vị đã biết ban trải cái tình yêu ra, thì chắc chắn sự tha thứ chỉ là những gì rất nhỏ trong đáy lòng của quý vị thôi. Và quý vị có thừa sức, thừa khả năng và thừa cái sự thông cảm để hiểu, để thông cảm, để chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Anh Tuấn Anh, không cần khất, mà chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị ở tại Houston vào ngày 15 tháng 11 này. Đúng rồi. Đó, lúc đó Tuấn Anh sẽ hát nhiều hơn. 15 tháng 11. Đó, 15 tháng 11, quý vị tại Houston nên đến tham dự chương trình này. Đúng rồi. Ha, anh Tuấn Anh sẽ hát cho quý vị nghe nha. Lúc đó anh đừng đổi thừa em. Anh bị ảnh hưởng tâm thần thế chứ, anh lại đâu có nhớ ngày 15 tháng 11, chỉ có cách 2 tuần đó thôi mà anh lại không nhớ. Không nhớ đó, không nữa. Anh em mình tương trợ lẫn nhau. Tỉnh hơn dạ anh. Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà anh nhớ nha, cái bữa hôm đó là đừng đổi thừa em nha. Đó là khán giả nha. Đó là đừng đổi thừa em tội nghiệp. Thôi thì anh thì anh đã nói với Phượng Mai là mình vị nghệ thuật, vị nhân sinh mà. Thôi bây giờ mình có nhiều khán giả yêu cầu chị em mình, bởi vì chị em mình cũng thường xuyên hát trong chương trình này, thì mình hát xin phép anh Tuấn Anh chúng em hát một bài hát tặng cho khán giả, sau đó anh Tuấn Anh rồi tới em Út hát hát một bài tặng lại cho anh rồi giờ khán thính giả rồi bài gì bài hát Thu Sầu chị ha. Thu Sầu của Lam Phương, của Lam Phương, của chú Lam Phương. Ok. Nắng gió mang niềm nhớ, trời chiều man mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt tà áo chinh quy, kỷ niệm êm đêm con in trên. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây, trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên. Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên, thương chi cho lắm dở cùng. Từng ăn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu ô thương hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá đi, hoa lá chết theo mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Thà rằng chôn kín mong ước bên nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Ngàn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu thưa khẽ
hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Trên cao bao vì sao xa, rừng vắng có bao lá vàng. Lá bay chiều sâu, người đi hoa lá chết theo mùa nhớ. Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ. Tha rằng chôn kín mong ước bên nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Thank you. Thank cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm yeah. ơn, cảm ơn nhiều. Rồi. Hay quá. Cảm ơn anh. Trời ơi, cảm anh ơn anh. Cảm ơn giọng hát tuyệt vời của hai em. Oh my God. Trời ơi, cảm ơn anh. Nhất, thích nhất là oh my God của anh Tuấn Anh. Oh my God. I feel so good. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì thời gian đã cũng tới giờ rồi. Đã hết rồi. Xin mời anh Tuấn Anh có một lời kết cho chương trình ngày hôm nay thưa anh. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Tuấn Anh trân trọng gửi quý vị và các anh chị những lời tri ân thật là nồng nhiệt để đáp lại tất cả những cái sự thương mến mà quý vị đã dành cho anh chị em nghệ sĩ và dành cho Tuấn Anh trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật cho đến giờ phút này. Và trong những dịp như thế này, trong những cái lúc mà cái cuộc diện mà tất cả mọi người đều đổ xô để mà theo dõi, để mà hướng mắt với một cái niềm trông chờ, với một cái niềm hy vọng thiết tha, thì chắc chắn là chúng ta đã có những cái sự đồng cảm để chúng ta cùng hướng về một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, và nhân đây Tuấn Anh xin gửi đến quý vị và các anh chị, quý khán thính giả yêu mến những lời chúc thật đẹp, thật thành công, thật hạnh phúc, thật vững bền để chúng ta cùng nhau, mỗi người một bàn tay, một con tim, chúng ta sẽ cùng nhịp thở cho tương lai của đất nước Hoa Kỳ, tức là một cái quê hương thứ hai của chúng ta, và của cái đất nước đã cưu mang chúng ta, một cái đất nước đã dành cho chúng ta những quyền lợi của một con người căn bản. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị. Và mong rằng lời chúc của anh Tuấn Anh sẽ thành hiện thực để cho ngày 15 tháng 11, tức là 2 tuần lễ tới, cái chương trình văn nghệ của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Và đến đây thì chương trình dạ thắng nữa. Dạ, thắng rồi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào thứ 6 tuần này. Chúc quý vị một đêm an lành.